Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, có thể làm nên sự nghiệp hiện hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tháng 11 âm lịch 2024, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, trời thương Phật độ, vận may liên tục kéo đến, đào trúng mỏ vàng, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Tổng quan về tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Người sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi, mang mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Những người mang bệnh này thường là những người biết kính trên, nhường dưới, lương thiện, không dễ bị nhún nhường, là người có tính cách tự lực và tự chủ. Đại hải thủy là nước đại dương, mà nói đến nước đại dương chắc chắn không ai lạ gì, sự mênh mông bất tận vô bờ bến của nó. Những người thuộc mệnh này thích làm những việc có quy mô, tầm dốc, những việc mang tính chất tủng mủng, nhỏ lẻ, thường không làm họ để tâm. Trong kinh doanh, họ rất bạo tay, chịu chi, đầu tư lớn. Đại hải thủy có chí lớn, thường nuôi dưỡng những ước mơ cao xa hơn người. Biển rộng trời cao là cụm từ dùng để miêu tả tầm cao và chiều rộng, cũng nói về khát vọng tự do. Đại hải thủy thích cuộc sống tự do và luôn hướng tới tự do. Thường ngày họ không ưa sự chật hẹp, giới hạn, bó buộc. Những người có mệnh này luôn đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới cuộc sống và công việc. Họ cũng thích chủ nghĩa xê dịch giống nhà văn Nguyễn Tuân, đổi chỗ ở hoặc tổ chức những chuyến đi chơi xa, đi du lịch, dã ngoại. Nước biển lớn được kết hợp từ rất nhiều giọt nước, nên họ có tinh thần đồng đội cao, sống theo phương châm mình vì mọi người vì mình. Hoạt động của họ luôn có bóng dáng của bạn bè, người thân cùng hợp tác. Hành thủy chủ về trí tuệ, nên đại hải thủy túc trí, đa mưu, có nhiều ý tưởng sáng tạo, đầu óc luôn biến động, tư duy linh hoạt, sắc bén. Họ có thiên phú về hùng biện, diễn thuyết, có thể diễn đạt viết lách, không bao giờ cạn ý hết lời. Tuổi Quý Hợi là những người thích hưởng thụ cuộc sống tự do, tự tại ở nơi bình yên vắng vẻ. Đây là người luôn khiêm tốn, cẩn trọng và có tấm lòng rộng mở. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ tài hoa hơn người, thường làm nhiều việc nghĩa và được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Tuy nhiên, mệnh này thường đào hoa, dễ bị tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp. Bề ngoài vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong lòng sóng tình trỗi dậy, điều này khiến cho họ càng nghĩ càng rối. Nếu không có sao tốt tương trợ trong cung mệnh, họ vẫn có thể được hưởng cuộc sống tương đối đầy đủ, nhưng cũng phải chịu đựng nhiều nỗi ưu phiền, hoặc tuy là quan chức, nhưng việc quản lý thường không yên ổn, hoặc sẽ thuộc dạng đục nước béo cò. Tuy có một số lợi nhuận ngoài ý muốn, nhưng cũng tồn tại khá nhiều điều nguy hiểm và khi biết sai thì cũng đã quá muộn. Những người tuổi Quý Hợi là những người linh hoạt, có khả năng giao tiếp xã hội tốt. Họ cũng có trực giác nhạy bén và nếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư thì sẽ thu được nhiều nguồn lợi lớn. Người này rất có đầu óc kinh doanh, nhưng lại khá tiêu cực và bị động trong việc quản lý tài sản. Đường tài vận của họ khá hanh thông, thường nhờ vào sự trợ giúp đỡ của người khác mà thu nhiều tiền tài. Về cơ bản, họ là người coi trọng tình cảm. Một số người dễ mắc vào lưới tình, họ có thể dốc hết tâm sức vì người mà mình thực sự yêu thương. Nói chung, tuổi Quý Hợi thường có một thời tiền vận nhiều buồn khổ, phiền muộn, nhưng bắt đầu từ thời trung vận trở đi thì đã có thể được suôn sẻ tốt đẹp hơn. Khi đó họ có thể có nhiều cơ hội để tạo dựng sự nghiệp cho mình, để cuộc sống được vui vẻ, thoải mái hơn.
Tuổi Quý Hợi thường có một gia đạo khá biến động, trở ngại. Tuy nhiên càng về sau này, nhờ tình cảm khăng khít trong gia đình và những mặt tốt đẹp trong tính cách của bạn mà gia đạo cũng được yên ổn, tốt đẹp hơn. Người sinh năm 1983 cầm tinh con lợn, được hưởng lạc, sống một cuộc sống an nhàn, hưởng thọ. Họ thường ước mơ một cuộc sống ấm no, đầy đủ, dễ dàng. Hầu hết những người sinh năm 1983 là người khoan dung, vui tính, hiền lành đến mức ngây thơ, hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ người khác và đặc biệt cũng sẽ hòa đồng. Người sinh năm 1983 là người ít màu mè, chất phác. Họ không đẩy ai đến tình huống khó xử bởi vì rất biết cách để ý cảm xúc của người khác. Chính vì vậy, những người tuổi Quý Hợi rất được lòng của người khác. Người tuổi Quý Hợi 1983 là những người chắc chắn và kiên định. Họ cũng là người trầm tính. Họ luôn dốc hết sức để đạt được kết quả tốt nhất cho công việc và không sợ khó khăn, đạt được kết quả tốt nhất cho công việc vì luôn dốc hết lòng, hết sức. Người Quý Hợi khó mất lòng người khác. Để đạt được mục đích, họ chấp nhận nhẫn nhịn. Nhưng khi bị đè đầu, cưỡi cổ quá đáng thì quả tính nóng trong họ nổi dậy, không ai gần được đâu. Cả trong cuộc sống và công việc, người tuổi Quý Hợi là một người rất tốt. Họ sẽ hết mình vì việc họ cảm thấy thực sự thích, cũng có lúc họ chẳng nghĩ tới chuyện nhận lại. Tổng quan tháng 11 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí, Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Bính Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục. Trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa bản chất của Tiết Đồng Chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm Tiết Đồng Chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng 11 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho thấy, người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nhờ nguyệt lệnh Lâm Quan Đới xuất hiện, nên đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng, bản mệnh được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần, nên làm việc hăng say, nghĩ thật làm thật, cộng thêm với cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp, chu toàn, tuổi Quý Hợi sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác. Đây cũng là dịp phù hợp để bạn tiến hành hợp tác làm ăn, đầu tư, mở rộng kinh doanh, có thể chủ động bắt tay làm việc cùng với những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu. Và nhất là đôi bên đều biết giữ chữ tín, sự hợp tác ấy sẽ sớm mang về lợi nhuận lớn cho cả hai bên. Ngoài ra trong tháng lại có sao dịch mã là động tinh thôi thúc hành động, hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ, mà lúc nào cũng tất bật, chạy đôn, chạy đáo, lo công chuyện, bạn cũng hãy yên tâm. Cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Bạn càng xông xáo, chủ động nhận nhiệm vụ, thể hiện bản thân nhiều hơn thì càng dễ được ghi nhận xứng đáng. Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân, sẵn lòng ghen ghét. Sự xuất hiện của Thiên Quan khiến tình trạng tranh quyền, đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra. Nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thì phi khó tránh. Dù làm gì, bản mệnh Quý Hợi cũng cần khiêm nhường và thận trọng, đừng để cái tôi cao ngạo của mình gây điều phiền phức, cản trở thành công. Nếu biết khiêm nhường, hành xử khéo léo và giữ thái độ điềm tĩnh, mọi việc sẽ được tiến hành trôi chảy hơn, bản mệnh sẽ không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Tháng 11 âm lịch này, công việc khá nhiều, điều đó đồng nghĩa bạn sẽ phải tất bật và bận rộn hơn, với nhiều dự định, kế hoạch và nhiệm vụ cần thực hiện ngay, chứ không thể đủng đỉnh được. Dù vậy, chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực của bạn cũng được phát huy cao độ. Nhìn chung, thách thức và cơ hội song hành, vượt qua được khó khăn trước mắt,
bạn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Về phương diện tài vận, vận trình tài lộc trong tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 vẫn tương đối tốt. Nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài, tức khoản thu từ công việc cố định, tuy vẫn có thêm nguồn thu phụ, nhưng đòi hỏi bản thân phải năng nổ, cố gắng và quyết tâm của mình. Tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý, người tuổi Quý Hợi vẫn có vận quý nhân xuất hiện, nhưng phần lớn là do bản thân phải nỗ lực. Thời gian này tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng công việc chính. Đặc biệt, nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ, quyết đoán, người do dự để chuyện tình cảm chi phối vào việc làm ăn, sẽ khó đạt được những gì mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp cũng như làm giàu của bạn. Trong tháng, người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 có được tài lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, song đó chỉ mang tính tiểu cát. Nếu không có kế hoạch tài chính hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không vững vàng. Nhìn chung, với cách chi tiêu cân đối, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, bạn vẫn có đồng ra đồng vào, không lo túng thiếu. Có điều dịch mã khiến bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc, nên chi phí cũng không nhỏ. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm mà mình đã đặt ra. Có thể con giáp này không mấy thoải mái với việc phải dịch chuyển thường xuyên, nhưng nếu đó là điều cần thiết cho việc làm ăn thì đừng ngần ngại, thử thách bản thân nhiều hơn. Nếu bạn hoạt bát, thể hiện được khả năng tính toán và phát huy bản tính cần cù, cẩn thận của mình, rất có thể tháng sau bạn sẽ nhận được khoản thu kha khá dành cho nỗ lực trong tháng này của mình nhé. Về phương diện tình cảm, về phương diện tình cảm cho người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 cho thấy, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của bạn sẽ phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Với người độc thân, tình yêu dí như cá nước chim trời, rất khó nắm bắt, cơ hội vẫn có, song đều vì nguyên nhân chủ quan từ phía bạn nên lại trôi tuột mất khỏi tầm tay. Thời gian này bạn khá bận rộn với công việc, không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới. Sự nghiệp dường như đã chiếm hết thời gian, nên dù có người tiếp cận, bạn cũng tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt. Nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng, kẻo tự mua dây buộc mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Người đã kết hôn cần cẩn thận đào hoa giữ phá hỏng hạnh phúc gia đình khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái sẽ đẩy hai vợ chồng xa nhau hơn, dễ nảy sinh tâm lý ra ngoài tìm sự bình yên khác. Tuổi Quý Hợi lại vốn là người sống tình cảm, nên bạn cũng rất dễ bị cám dỗ những lúc thấy yếu lòng. Bạn hãy nghĩ tới việc cảm xúc nhất thời liệu có đáng để bạn đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời mình không? Về phương diện sức khỏe, nhìn chung, thể trạng của người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 vào tháng 11 âm lịch này vẫn bình ổn, không xảy ra biến động lớn hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào. Tháng này, sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cũng có dấu hiệu sa sút, chủ yếu do phải di chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Một số triệu chứng xuất hiện nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân, như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, đau dạ dày. Vấn đề đến từ thể chất, nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao thì sức khỏe sẽ cải thiện tốt hơn. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận dành riêng cho tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 11 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Hợi tháng 11 âm lịch 2024. Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Quý Hợi bước sang tuần đầu tiên của tháng Giáp Tý, vận trình của bản mệnh có khởi sắc hơn hẳn, không phải đối diện với quá nhiều trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ,
báo hiệu một tuần tất bật, vất vả, nhưng đổi lại thành quả gặt hái được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Hãy chủ động xông xáo hơn trong công việc, đừng để người khác giao việc cho mình mới làm, như vậy luôn phải theo sau người khác, không khá lên được. Ở đời này, cái gì cũng có giá của nó, dám làm dám chịu, có trải qua khó khăn chông gai mới có ngày gặt hái được quả ngọt. Trong hợp tác làm ăn có thể chọn người tuổi Thân hoặc Thìn để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Chuyện tình cảm yêu đương của người tuổi Quý Hợi được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh luận khắc khẩu, nhưng rồi đâu vào đó, mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Bản mệnh vốn bướng bỉnh lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ, nên mối quan hệ này khá bền. Sức khỏe của những chú dê không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, trong tiết đại tuyết, bản mệnh cần bổ sung đủ nước, giữ ấm cho cơ thể, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang dượng giận. Quý nhân, Mùi, Tuất. Tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số phát tài, 19, 68, 24. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Hợi tháng 11 âm lịch 2024. Xem tử vi hàng tuần của người tuổi Quý Hợi, không có quá nhiều dấu hiệu bất lợi có thể ngăn cản bước tiến thành công của mệnh chủ trong tuần. Thái Dương và Thiên Diêu như hai cánh tay đắc lực, có thể trợ lực mạnh mẽ, giúp những chú dê vượt mọi khó khăn, thử thách để gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tinh thần làm việc hăng say, nhất là nam mệnh được Thái Dương phù trợ, soi sáng tư duy, khai thông trí tuệ. Làm việc gì cũng chủ động, nhanh chóng nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định sáng suốt, thu về kết quả ưng ý. Khả năng cao người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về tăng lương, thăng chức trong tuần này. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã định liệu trước, nên không có gì quá bất ngờ. Dù sao, nhận được tin vui cũng nên mở tiệc nho nhỏ chúc mừng, hay ít nhất là đánh dấu hỷ sự. Tình hình tài chính của Quý Hợi khả quan, có thể bạn sẽ lên kế hoạch chi tiêu khá lớn trong tuần, có thể là đi du lịch xa, mua nhà, mua xe. Tự dưng tài khoản tích lũy bị hỏng, mất đi những con số dài, tinh thần có chút bất an. Nhưng đổi lại, bạn sở hữu cho mình những món đồ giá trị, cũng xứng đáng thôi. Được thiên diêu đào hoa tinh che chở, tuổi Quý Hợi không lo cô đơn buồn tuổi nữa. Nhân duyên khác giới đang dượng, không nên thu mình trong các mối quan hệ. Trái lại hãy tự tin, phóng khoáng, chủ động mở rộng xã giao, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được người trong mộng. Trong tuần, tuổi Quý Hợi cần chú ý đôi chút về phương diện sức khỏe, một vài dấu hiệu bất thường xuất hiện, kèm theo những biểu hiện đáng ngại, nhất là về vấn đề da dẻ, xương khớp, ngoài việc dành thời gian chăm sóc da. Bản mệnh đừng quên luyện tập thể thao để cơ thể bài tiết độc tố ra bên ngoài và hãy nhắc nhở bản thân đi ngủ sớm, uống nước đủ ngăn ngừa tình trạng lão quá sớm. Cẩm nang dượng giận. Quý nhân, Mùi, Hợi. Tiểu nhân, Ngọ, Thân. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. Con số phát tài, 55, 88, 18. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Hợi tháng 11 âm lịch 2024. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Quý Hợi đón thêm một tuần thuận lợi, vận trình hanh thông, công việc tiến triển suôn sẻ, tuy có chút gấp gáp, nhưng đó chỉ là muối bỏ biển. Bằng chính sự thông minh, lanh lợi và nhiệt huyết của mình, bản mệnh nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực bản thân, khiến ai nấy đều phải thán phục. Nhân lúc còn trẻ, khỏe, tuổi Quý Hợi có thể đầu tư thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới ở các lĩnh vực khác nhau. Chăm chỉ đọc sách hàng ngày, chủ động chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè, chẳng mấy chốc bạn sẽ tiến bộ lên trông thấy. Trong tuần, có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá bởi sự xuất hiện của âm sát hung thần. Âm sát đại diện cho thế lực hắc ám, có thể gây ra nhiều phiền nhiễu, hòng cản trở con đường tiến thân của mệnh chủ. Vì thế làm gì cũng phải thận trọng, đừng thấy phía trước trải hoa hồng mà cứ thế khinh suất, hãy bước đi thật chậm, chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà ụt ạch. Sự xuất hiện của Thái Tuế cũng có thể mang tới một vài bất lợi cho công việc và nhân duyên của tuổi Quý Hợi. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không lớn, bạn vẫn kiểm soát tốt tình hình, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Có điều tinh thần của bản mệnh bất ổn, suy nghĩ nhiều,
dẫn đến ăn uống kém ngon, ngủ không sâu giấc, sức khỏe tự nhiên giảm sút. Cẩm nang dượng giận. Quý nhân, Mão, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số phát tài, 19, 66, 68. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Hợi tháng 11 âm lịch 2024. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của Quý Hợi có chút giảm sút, hung giận lấn át cát giận, lại có thêm thiên cẩu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cẩu mang điềm báo có các thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở đường tiến thân trên con đường công danh, sự nghiệp. Nhắc nhở những chú dê chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bột phát, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Quý Hợi vốn thẳng tính, có gì nói nấy không kiêng nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống trong mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến cho không ít người khó chịu và chính bạn gặp phải không ít rắc rối, tốt hơn hết thay đổi một chút tránh chuyện thị phi. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự kiến, khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Cẩm nang dượng giận. Quý nhân, Dần, Hợi, tiểu nhân, Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Con số phát tài, 04, 52, 68. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn, giúp anh chị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng tháng 11 âm lịch 2024. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Theo sao chiếu mệnh, sao Dân Hán. Dân Hán là trung tinh bao hàm cả tính chất tốt và xấu. Năm có sao này chiếu mạng thì công việc làm ăn ở mức trung bình, chưa phải thời điểm có sự bùng nổ. Ngoài ra, đương số dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la. Gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm con rồng, tuổi Quý Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Người độc thân đào hoa dượng, tình duyên thắm sắc, có hỷ tính trong năm. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Dân Hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, Dân Hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói,
tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất giới nam mạng, giới nữ mạng Quý Hợi thì nhẹ nhàng hơn. Năm có La Hầu chiếu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn này cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo dướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nữ mạng bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, năm Giáp Thìn, tuổi Quý Hợi nữ mạng gặp vận niên Hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Người độc thân đào hoa dượng, tình duyên thắm sắc, có hỷ tính trong năm. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Dân, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 11 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường tử vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.